Làm sao để các livestream trên TikTok của bạn có thật nhiều mắt xem? Làm sao để các livestream trên TikTok của các bạn có được nhiều mắt để thu hút, để mồi khách, để tạo sự tò mò cho những khách hàng khác? Xin chào bạn, trong video ngày hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để chúng ta có thể tăng được cái lượng mắt xem để cái livestream của chúng ta nó sẽ trở nên thu hút hơn, đỡ nhàm chán hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Và công cụ tăng mắt ngày hôm nay Thịnh hướng dẫn cho bạn mang tên là nickthật.vn Bạn có thể gõ trực tiếp cái đường link này lên trên Google Nó sẽ ra nickthật.vn các bạn ha Gõ đúng theo cú pháp trên màn hình n i c k thật vn rồi, ở đây sau khi các bạn vào đây thì, các bạn bấm vô dấu ba gạch nằm ngang bên tay phải này và các bạn bấm vào chữ đăng ký. Bạn nào chưa có tài khoản ở nick thì các bạn cứ đăng ký cho thành một tài khoản nha. Đây các bạn nhập tên đăng nhập. Tên đăng nhập có thể là số điện thoại hoặc cũng có thể là tên của các bạn viết liền không dấu. Ở đây sẽ là email các, à, để dùng để các bạn sẽ nhận lại mật khẩu nếu bạn lỡ quên mật khẩu của tài khoản ở đây số điện thoại Zalo ở đây là mật khẩu mật khẩu các bạn nhập dùm thịnh là vừa có chữ và vừa có số sau đó các bạn sẽ được đăng nhập vào trong cái tài khoản đích thật như thế này các bạn muốn tăng mắt livestream đầu tiên các bạn phải phát like like lên nha các bạn nha các bạn phải phát livestream đang like ở trên tài khoản của các bạn thì các bạn mới có thể uh, vô tăng mắt được rồi sau khi mà các bạn vào được tới đích thật thì các bạn sẽ có cái giao diện như thế này rồi, đây là cái giao diện mà các bạn vừa vào vừa vào trong nít thật. Thì ví dụ như các bạn đang phát livestream luôn. Các bạn đang phát livestream ha, bây giờ mình sẽ trở qua bên TikTok để mình lấy cái đường link mình đang livestream. Với cách làm này bạn có thể phát livestream, bạn có thể tăng mắt livestream cho bất cứ một cái phiên live nào, không nhất thiết phải là cái livestream của tài khoản của bạn đâu. Ví dụ như cái livestream của tài khoản này đi, mình không biết bạn này là ai hết. Mình muốn tăng like bạn này thì các bạn nhìn ở góc tay phải của mỗi một cái livestream ngay cả của bạn cũng thế. Nó sẽ có cái dấu mũi tên chỉ ra. Đây, nó sẽ có cái chữ sao chép liên kết nè các bạn thấy không? đây nó có chữ sao chép liên kết rồi các bạn bấm vào chữ sao chép liên kết dùng cho mình rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở ra nước thật rất là đơn giản thôi rồi các bạn vào nước thật đầu tiên thì cái dấu ba gạch nằm ngang bên tay trái ở đây rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn xuống cho mình một tiktok thì các bạn lưu ý nè, mình dặn cho các bạn rất là kỹ khi mà các bạn livestream lên ở trên TikTok trước khi các bạn mua mắt like thì các bạn nhớ livestream khoảng chừng 2 3 phút để cho cái lượng mắt người xem người ta vào ổn định cái đã. Rồi lúc đó các bạn hãy vào mua mắt nha các bạn nha. Rồi sau đó các bạn chọn cho mình đó là TikTok Livestream Và các bạn chọn cái mục đó là Mắc Livestream TikTok Ok chưa Rồi khi các bạn chọn ở đây xong Thì ở đây nó có một cái ô trống nè các bạn Đây nó có một cái ô trống Thì bạn sẽ bấm ngón tay vào đây Rồi các bạn bấm dán Ok chưa Hồi nãy mình sao chép cái đường link ở bên TikTok á Mình qua đây mình bấm chữ dán như mình thình. Đây nó ra cái link như thế này là đúng Cái cú pháp của nó sẽ là cái tên tài khoản của các bạn Và gạch chéo là có chữ like là đúng các bạn ha. Rồi ở bên dưới các bạn sẽ lựa chọn cho thành cái server và ở đây các bạn thấy nè cái màu đỏ này chính là giá tiền cho một mắt xem livestream của bạn giá rất rẻ. Ha. Ví dụ như mình có thể chọn server này luôn 14 đồng được chưa? Rồi tiếp theo kéo xuống Ở đây số phút là các bạn sẽ lựa chọn số phút mà cái lượng mắt xem này nó sẽ duy trì Ví dụ như mình muốn tăng nó sẽ có những cái mốc ví dụ như 30 phút, 60 phút, 90 phút, 100, tám đến 240 phút Thì các bạn muốn lượt mắt xem nó kéo dài trong thời gian bao lâu Kể từ khi mua thì các bạn cứ lựa chọn Tiếp theo phần số lượng Ở đây các bạn sẽ lựa chọn số lượng mắt mà các bạn muốn tăng đây ví dụ như các bạn muốn mua 100 mắt thì nó chỉ có 42.000 thôi giá rất là rẻ các bạn ha rồi Tổng giá là 42.000, ghi chú các bạn khỏi ghi các bạn bấm mua Rồi bây giờ 42k ở đâu ra để mà các bạn bấm mua Thì uh, bạn sẽ từ từ trước khi hướng dẫn mọi người cách nạp tiền vô Để mình nói trước về vấn đề lưu ý Đầu tiên nè, các bạn nhớ là các bạn nhớ là khi mà mình livestream lên, mình đợi cho cái phiên live của mình khoảng chừng 3 4 phút cho nó ổn định đi rồi mình mới bắt đầu vô đây mình mua like, mình mua tăng mắt được chưa các bạn ha. Rồi, uh, khi mà các bạn lưu ý khi mà mình livestream mà mình mua cái này á mà lỡ mà nó không có lên á thì nó không có lên mắt. Mà thật ra là tình huống nó rất là ít thôi thì lỡ nó có không lên thì các bạn nhớ chụp lại cái 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 phiên live đó được chưa các bạn ha. Và các bạn gửi vào phần hỗ trợ bên góc tay phải này được chưa các bạn ha nó gửi phần hỗ trợ góc tay phải này để đội ngũ có thể kiểm tra cho các bạn rồi đấy rồi bây giờ làm sao để chúng ta có thể nạp tiền vào trong cái tài khoản đích thật này để chúng ta sử dụng thì ở bên tay trái đây ở bên tay trái các bạn thấy nó sẽ có cái icon ba gạch sau rồi nó sẽ có một quản lý chung hình ngôi nhà này các bạn thấy không bấm vô rồi nó sẽ có cái mục đó là nạp tiền các bạn bấm nạp tiền cho mình nha rồi khi các bạn vào đây xong thì nó sẽ hiện ra thông tin để các bạn chuyển khoản thì nó sẽ có hai cách để các bạn có thể nạp tiền một là các bạn chuyển khoản ví Momo đây nó có sẵn cái mã qr code nè hai là các bạn có thể chuyển khoản MB ở bên này thì các bạn chuyển khoản cái nào cũng được và các bạn lưu ý là khi mà các bạn có chuyển á, thì các bạn ưu tiên cái phần quét mã này cho mình được chưa nếu các bạn chuyển bằng ví momo thì các bạn lại vô cái app ví momo các bạn quét cái mã này rồi các bạn nhập số tiền nó sẽ tự động điền cái nội dung chuyển khoản luôn ok chưa nó tự động điền nội dung chuyển khoản và cái vấn đề là tiền sẽ vào tự động khi các bạn ghi đúng cái nội dung chuyển tiền ở trong tài khoản của các bạn nội dung nó sẽ là nick thật dấu cách cái tên tài khoản của các bạn được chưa ví dụ như tên tài khoản của thịnh là nick thật dấu cách thịnh bùi thì nó sẽ tự động cộng tiền tiền nó vào rất nhanh nếu các bạn chuyển khoản bằng momo nó vào rất nhanh luôn đấy thì ở bên dưới mình có ghi đầy đủ phần ghi chú để lưu ý về phần nạp tiền các thứ hai các bạn ha đấy thì việc mua tăng mắt nó chỉ đơn giản như thế thôi thì có một số lưu ý là các bạn nhớ là mình sẽ tăng mắt khi mà cái phiên like của mình nó đang ổn định rồi khoảng hai các bạn like lên đi khoảng hai ba phút rồi các bạn vô đây các bạn mua tăng mắt lên các bạn cứ lưu ý nè khi mà phiên like của bạn mà có nhiều mắt nó sẽ dễ đẩy cái phiên like của bạn hơn và những cái người khách hàng khác họ vào họ xem cái like của bạn nó sẽ họ sẽ tò mò họ sẽ xem cô ở đây nó bán cái gì mà mà nhiều người xem như thế ok chưa đấy thì thao tác nó cực kỳ đơn giản như thế thì trong quá trình mà xem video này nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với thịnh và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh youtube của mình và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau